buổi thi đấu này chỉ diễn ra trong khoảng 10 giây ngắn ngủi thôi. Nên là chúng ta ai quay phim chụp ảnh thì vui lòng chuẩn bị máy ngay từ bây giờ. Và bây giờ cuộc thi đấu này sẽ được bắt đầu. Chúng ta hãy hướng tầm nhìn về vị trí xuất phát đi ạ. 1, 2, 3, bắt đầu.